đang ở Bình An thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trên tỉnh Bắc Ninh thì từ đầu năm, từ bắt đầu từ ngày mùng 4 hàng năm cho đến rằm tháng 3 thì các lễ hội truyền thống được tổ chức định kỳ theo hàng năm và theo các ngày lễ truyền thống của từng thôn. Ở các thôn tại tỉnh Bắc Ninh thì thường một trong những cái môn mà và tại giải năm nay ở Bình An thì các vận động viên về không được đông như các lễ hội khác, mặc dù đây là điều kiện thi đấu trong nhà, một trong những lễ hội đưa vào trong nhà có điều kiện sân bãi rất là tốt so với cả các giải lễ hội khác. Các lễ hội ở Bắc Ninh thì thường được tập nhà Anh của Hàn Quốc, viên Nguyễn Tuấn Anh của Bắc Ninh. Viên vừa rồi đã vô địch tại giải của Đống Cao với giá trị giải thưởng là 25 triệu đồng. Theo dõi vào trận thi đấu giữa hai cặp vận động viên Tuấn Hoàng Anh của thể thao gặp Tuấn Anh Thiều đánh cho đơn vị Phù Trần. Pha đập cầu không tốt của Tiến Tuấn. Điểm số. Pha lên bắt lưới rất tốt của Tiến Tuấn. 3-6. Pha tấn công cầu rất tốt. Điểm số bây giờ 5-7 rồi. Mọi người ơi, do fanpage của liên đoàn hiện tại là số lượng người theo dõi chưa được đông, rất mong anh em vào xem, hãy chia sẻ để được nhiều người theo dõi các trận đấu. Mặc dù là giải ở đây là giải tổ chức một cái giải phong trào thôi, nhưng mà quy tụ rất nhiều những vận động viên có thành tích cao. Tại giải vô địch trẻ toàn quốc thì hiện tại vận động viên Thiều đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn tham gia tập luyện và anh vẫn tham gia những cái giải phong trào. Vận động viên Tuấn Anh đứng cặp với vận động viên Thiều ở phía xa màn hình, là vận động viên kiện tướng nội dung đơn nam và anh cũng có thành tích rất là tốt tại đại hội vừa rồi. Xin chào Dương nhá, dạo này Dương làm đâu rồi Dương ơi? Mọi người vào chia sẻ đi, Dương chia sẻ ra để cho nhiều anh em theo dõi. Cũng tiện đây thông báo với anh em đang theo dõi trên diễn đàn, cho các em đi coi như một buổi tập mà. Điểm số bây giờ đang là 16. Đang kinh nghiệm là Thiều và Tuấn Anh thì hai em sẽ rất khó để vượt qua được. Đổi vào điểm cho đôi của thể thao 7-11. Làm cơ đi xa thế Dương ơi. Và các vận động viên sẽ tham gia thi đấu liên tục để giành kết quả vào buổi chiều. Ở giải của Bình An năm nay thì giải thưởng giải nhất ban tổ chức công bố là sẽ là 10 triệu. Rất hay, pha phòng thủ rất hay của vận động viên Thiều. Chính thức là giải nhất của chúng tôi được thêm 1 triệu của cô của mình nha. Đánh cầu rất hay của Tiến Tuấn.
và điểm số đó là 10-13. Nếu mà trận cuối kết diễn ra rất hay đều rất có. Một trong những động viên rất lớn cho các vận động viên ở các giải phong trào tại Bắc Linh đó là giải thưởng sẽ được tăng lên rất nhiều nếu các vận động viên cống hiến những cái pha cầu hay, và giải thưởng sẽ tăng dần. Ở giải này thì hai cặp vận động viên được đánh giá rất cao đó là Hoàng Anh Triệu thi đấu cho vận động viên Hoàng Anh thì hiện vận động viên Hoàng Anh thì hiện đã ký hợp đồng mới và tham gia thi đấu cho Lâm Đồng, và vận động viên Hoàng Anh thì cũng vừa đến sân. Các bạn thấy vận động viên đang khoác bao vợt đi vào sân đó, vận động viên Nguyễn Hoàng Anh, nguyên là vận động viên từ Vĩnh Phúc, sau đó thì chuyển lên thi đấu cho Bộ Công an. Vừa rồi thì tại Đại hội Thể thao Toàn quốc thì Hoàng Anh cũng không giành được thứ hạng cao, nhưng anh cũng vừa ký được một cái hợp đồng mới là chuyển sang thi đấu cho đơn vị Lâm Đồng. Vận động viên đứng cùng Hoàng Anh là vận động viên Triệu, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp của Hà Nội. Vận động viên này là một trong những vận động viên phong trào có thành tích rất tốt. Anh đã từng vô địch nội dung đôi nam nữ tại giải câu lạc bộ toàn quốc. Và đôi thứ hai là đôi Lê Hà Anh và Tuấn Tú của Hà Nội, hai vận động viên có thành tích rất tốt tại các giải đấu lứa tuổi cũng như giải vô địch. Điểm số bây giờ đang là 17-11, đôi của Tuấn Anh Thiều dẫn điểm. Chặn cầu trên lưới rất hay của Tuấn Anh. Anh em sinh đôi không đánh ra này. Và đánh cầu không qua lưới của Đình Hoàng. Điểm số bây giờ đã là 21-13 rồi. Tại các giải phong trào ở các lễ hội tại Bắc Linh thì các trận thi đấu ở vòng loại thường được tổ chức ở một xếp 31. Do thời gian thi đấu không nhiều và các vận động ký đến rất là đông, mà ban tổ chức thì này thường tổ chức thi đấu vòng tròn, nên là các trận thi đấu thường tổ chức ở điểm số 31. Và phòng thủ không được tốt của Tiến Tuấn, đổi giao cầu, điểm 22 cho đôi của Tuấn Anh Thiều. Đúng rồi, Bình An Đồng Thọ Yên Phong. So với các lễ hội ở các đơn vị khác thì Bình An là một trong những đơn vị có điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức cầu lông trong nhà, như thế này là một trong những sự cố gắng của địa phương. Thường thì lễ hội sẽ tổ chức ở phía ngoài trời, các vận động viên sẽ phải đánh với thời tiết nắng, mưa và gió để phục vụ nhân dân, nhưng mà thôn Bình An đã sắp xếp và đưa các vận động viên vào trong nhà để thi đấu được là một sự cố gắng rất nhiều.
đặt cầu rất tốt của Tiến Tuấn. Điểm số đang là 16-25. Các vận động viên sẽ đánh vòng tròn ở trận thi đấu tiếp theo, sẽ là một trận thi đấu rất là hay giữa hai cặp vận động viên Quốc Việt và Hồng Nam của Bộ Công an sẽ gặp hai vận động viên Hoàng Anh Triệu của đơn vị Hà Đông. Nếu anh em đã chơi ở các sân phong trào và tham gia các giải phong trào thì sẽ biết đến vận động viên Triệu, một trong vận động viên phong trào có thành tích rất ấn tượng tại các giải thi đấu phong trào cũng như giải chuyên nghiệp. Hiện tại thì vận động viên Triệu đang tham gia công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp của Hà Nội, và anh một cũng vận động viên được lãnh đạo cũng như anh em cơ quan rất là ưu ái khi cho anh tham gia các giải một cách rất là dày đặc. Với những cái lễ hội phong trào ở Bắc Linh thì các giải được tổ chức thường niên hàng tuần, thì từ giờ đến tháng 3, trung tuần tháng 3 thì các giải sẽ được tổ chức gần như là tuần nào cũng có 2 đến 3 giải. Phía sân đối diện bên kia là hai cặp vận động viên Huy và Tình Tuấn của Bắc Linh gặp hai vận động viên Thành và một vận động viên khác tôi chưa được rõ tên của Tiên Du, và các cặp vận động viên đang tham gia rất là hay.